những giấc mơ nhiều khi nhỏ nhói tựa hạt xưa trên đóa hồng, những giấc mơ có khi dịu êm tựa làn gió trôi hững hờ, nắng lên sương cùng vội tan biến để tình yêu em ngỡ ngàng, gió đi qua gió đi thật xa để tình yêu vang tiếng cười. Nhiều khi em cô đơn anh đến bên em để sẻ chia những buồn vui trong đời, nhiều khi em vô tâm em đã cho anh những niềm đau, và thời gian bên anh buồn vui thế thôi đâu biết trái tim thầm yêu tự bao giờ được hạnh phúc bên anh, chỉ mong giấc mơ không chỉ là mơ. Và tình yêu nhẹ nhàng tựa như giấc mơ đã đến cùng em. Những giấc mơ nhiều khi nhỏ nhoi tựa hạt sương trên đóa hồng, những giấc mơ có khi dịu êm tựa làn gió trôi hướng xuống hơi trôi, nắng lên sương cùng vội tan biến để tình yêu em ngỡ ngàng, gió đi qua gió đi thật xa để tình yêu vang tiếng cười. Nhiều khi em cô đơn anh đến bên em để sẻ chia những buồn vui trong có sai mà. Em nói là em chưa có sai mà. Sao chị cứ nói em sai? Em à. Chị đi về phòng nghỉ đi. Đi đi. Em à. Cậu chưa có sai đâu cậu. Rồi rồi. Cậu chưa có sai đâu. Cậu nằm xuống đây đi. Cậu chưa có sai đâu. Uống nữa. Uống tiếp đi. Uyên xin lỗi Lam, là lúc đó Uyên không hề biết anh Quốc là bạn trai của Lam. Nhỏ này, có gì đâu, chuyện qua rồi mà. Nhưng Uyên thấy ngại với Lam lắm. Đã nói là không nhắc chuyện này nữa. Uyên không có lỗi trong chuyện này. Lỗi là do người ta, đâu phải do Uyên đâu. Lam nói vậy, Uyên cũng cảm thấy thoải mái trong lòng rồi. Mà dạo này công việc của Uyên sao rồi? Cũng chẳng tiến triển gì cả, nghề này khắc nghiệt quá. Uyên không kham nổi, chắc Uyên bỏ nghề quá. Đừng có bi quan như vậy. Mình phải biết luồn lách một chút và khôn khéo một chút. Quyền nên hiểu là cái gì mà mình không muốn thì sẽ không có ai ép được mình hết. Kể cả đàn ông cũng vậy, hiểu không? Uyên không xinh đẹp và khôn khéo như Lam đâu. Yên tâm đi, khi nào mà có dịp á, Lam sẽ giới thiệu show cho Quyền. Ráng lên nha. Uyên cảm ơn Lam nha. À, mà Lam nè. Nói cái này Uyên cũng thấy ngại lắm. Trời ơi, có chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Nói đi, Lam nghe nè. Uyên thấy anh Quốc không có xứng đáng với tình yêu của Lam đâu. Anh Quốc mà Uyên biết rất bay bướm, đào hoa, chẳng chung thủy đâu. Trời ơi, tưởng Uyên nói chuyện gì. Cái chuyện này thì Lam biết mà. Quen nhau, yêu nhau, hợp thì đến với nhau,
không hợp thì chia tay. Huyền cũng biết là làm con khoáng mà. Nhưng mà dù sao thì Tùng cảm ơn lời góp ý của Quyên nha. Thôi, mình uống đi. Cô Lê, hôm nay quán mình đông ghê ha. Trời ơi, đông quá. Cô chạy bàn phát mệt luôn đó. Cô mệt thì cô nghỉ đi. Cô nhìn cô muốn mệt theo luôn á. Trời ơi, đâu có được, mọi người làm phải làm chứ. Cô nhìn kìa, mồ hôi nhễ nhại, mặt tèm lem à. Mặt tèm lem hả? Ừ. Lau rồi mà. Chết rồi. Cô xấu xí lắm phải không? Không được. Cô không thể xấu được. Cô phải đẹp lên trong mắt đông. Mai. Ê, trời ơi. Trời ơi. Làm gì hết hồn vậy? Hết hồn à. Gì hết hồn? Trời ơi. Sao hai cái má đỏ chét, rồi cái mỏ cũng đỏ chét luôn. Có gì đâu ngạc nhiên. Vô làm đi. Đi. Làm đi. Ừ ha. Trời ơi. Gì vậy? Có gì đâu mà lạ. Má đỏ mà hồng mà lạ cái gì? Không gì lạ. Cô mới làm gì vậy? Làm đẹp. Làm gì mà trợn mắt nhìn cô vậy? Được không? Đỏ quá vậy? Đỏ quá hả? Được chưa? Đó, đỡ hơn được chút rồi đó. Nhưng mà dạo này cô điệu ghê ấy nha. Trang điểm lúc đi làm luôn. Đẹp không? Dạ, đẹp. Đâu phải là cô thích diêm dúa như vậy đâu. Nói chung là cô phải đẹp, không để mình tệ trong giây phút nào hết. Vậy là cô quyết định đem phong cách này vào quán mình hả? Hên xui thôi. Có ngay. Em đi tắm với anh không? Thôi, anh tắm trước đi. Chút xíu em tắm sau. Tôi sẽ làm gì anh? Đông à. Đông. Lạ trời. Lại có chuyện muốn nói với Đông. Lạ trời. Sao tự nhiên ngủ cái kêu là sao? Thì ban ngày Lê không nhớ, ban đêm Lê mới nhớ. Lê kêu Đông Lê nói. À, có nghĩa là trí nhớ của bà quy tụ về ban đêm không phải không? Ừ. Rồi nói đi. Chị Hồng á, sắp sang quán rồi. Ừ. Bây giờ Lê với Đông á, làm ở đâu đây? Ừ. Chuyện đó là từ từ. Tới đâu hay tới đó. Mà Lê suy nghĩ chuyện đó làm chi mệt vậy? Nhà hàng khách sạn giờ thiếu gì? Mà cỡ tay đầu bếp giỏi như tôi giờ thiếu gì chỗ làm? Đông à,
Hay là Đồng với Lê về quê nha. Mình về quê mình làm cũng được mà. Trời ơi, sao vậy? Mình từ dưới quê mình lên đây mình làm, biết bao năm mới ổn định được cuộc sống, tự nhiên đi về quê. Rồi mà biết về quê hả? Bà con hàng xóm ta nhìn vô người ta cười vô mặt. Có gì đâu, họ cười kệ họ. Trước kia thì Lê thích ở thành phố lắm, nhưng mà bây giờ Lê chán rồi. Lê muốn có cuộc sống đơn giản ở dưới quê. Sao bà có ý định kỳ vậy? Hả? Lê muốn vậy đó. Càng xa nơi này thì càng tốt, không liên lạc với ai hết á. Lê ơi, cuộc sống hiện tại tôi thấy vậy là tốt lắm rồi. Có nhiều lúc đòi làm đẹp, rồi lúc rình mò tôi, rồi tự nhiên giờ đòi về quê. Cái khâu quan trọng hiện tại giờ là gì biết không? Cái gì? Ngủ. Sức khỏe hai đứa mình già rồi, ngủ đi ha. Ha, giỏi, đủ rồi. Vô đi ba. Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi hả mẹ? Mẹ thấy đỡ đau rồi con. Dạ, chắc là mới phẫu thuật nên hơi đau thôi. Mình đừng có lo nha mẹ. Xưa giờ mẹ ít thích mổ xẻ, đau lắm con à. Thì bây giờ cũng đã xong rồi, đâu có gì đâu. Mà mẹ nha, mẹ làm con lo lắm. Lúc ở trong siêu thị thấy mẹ như vậy, con hoảng hốt, con không biết làm gì hết trơn á. Con lo lắm, con phải gọi cho ba liền luôn á. Rồi ba chạy vô đây liền luôn nè. Hay là ba ở lại đây chăm sóc cho mẹ nha. Con đi về trước á. Con đòi về phải không? Sao nãy con đòi ở đây? Thôi, mẹ tỉnh rồi mà. Với lại á, đã có ba ở đây rồi. Ba mà chăm sóc cho mẹ thì ai mà chu đáo bằng. Thôi con đi về nha. Mẹ cố gắng nghỉ ngơi, có gì chiều con vô thăm mẹ nha. Thôi được rồi, con về. Thưa đi ba, con về. Để ba đưa con ra. Bà có đau lắm không? Ông cũng có quan tâm tới tôi nữa sao? Sao bà lại nói vậy? Giờ này mà bà còn nói vậy sao? Ông không hiểu sao? Ông hiểu mà. Lúc mổ thì không sao, mà mổ xong rồi đau như cắt. Bà cứ nói bóng nói gió với tôi hoài. Thôi đi, vài ngày nữa thôi sẽ bớt đau mà. Chỉ bị ruột thừa thôi mà, không có gì đâu ha. Con vậy? Gái, ăn trái cây nè. Dạ con cảm ơn dì. Ngon lắm đó, ăn đi. Sao lúc này công việc con sao rồi, ổn định không? Dạ cũng không ổn định lắm. Tại sang quán mà. Ủa sao dì biết sang quán vậy? Đi ngang quán có công việc, cho nên dì nghe người ta nói cái quán đó bị sang. À, thì ra là vậy. Ủa mà sao dì không vô quán cơm chơi? Thôi, chỗ con làm việc, vô trọng mắt công con nói dì cản trở con sao? Mà tự nhiên chị Hồng đòi sang quán à? Không làm nữa, chán thiệt. Con không làm chỗ này thì con làm chỗ khác. Cỡ con á, dễ xin việc làm muốn chết à? Không phải dì ơi, tại vì dù sao làm ở đó cũng vui, mọi người gắn bó thân thiết với nhau lắm. Tự nhiên giờ không làm nữa, xa mọi người con cũng thấy buồn, thấy nhớ chứ. Đi làm quen chỗ rồi dì ơi. Thì bây giờ tập cho quen đi, không có chuyện gì là lâu bền đâu con à. À, mà dạo này dì đi đâu mà về khuya quá vậy? Con thấy dượng đợi dì quá trời luôn á. Đâu có gì đâu. Nè, bồi dưỡng con mắng vốn con chuyện của gì hả? Không phải, tại con thấy vậy nên con hỏi thôi à. Thì dì đi công chuyện này nọ thôi mà.
Mà nói chung là không có gì đâu. Tại con thấy Dượng đợi gì con cũng sót nữa. Đợi ổng? Ai mượn ổng đợi? Ừ, đừng nhắc tới ổng nữa. Ăn trái cây đi. Tại Dượng thương gì mà? Không thương mới lạ. Vì nói thiệt nha, Dượng con ổng tu 10 kiếp mới gặp được gì à? Cuồng. Ê, mày với con bộ mới của mày làm sao rồi? Vẫn yêu nhau thắm thiết, không có gì chia cắt được đôi tao. Nhìn cái mặt mày là tao biết rồi, hạnh phúc quá đi ha. Nhưng mà ngặt một nỗi, em lại còn bám hơn em trước. Đi đâu cũng phải thưa trình, ghen tuông dữ lắm. Vậy á, thì tao trả lại câu nói của mày hay nói với tao nha. Đây là má mày chứ không phải ẻm của mày. Ừ, cũng được. Nhưng mà tao sẽ không bị kích động như mày. Mà ngược lại, tao còn khoái. Tao khoái cảm giác của ẻm canh chừng tao, bảo bọc tao, lo lắng cho tao, ghen tuông gì tao. Ôi, nghĩ tới cảm giác đó tao sung sướng vô cùng. Hải ơi. Ghê mày, chết tới bà luôn. Nghe mày nói tao nổi da gà luôn nè mày. Mà nãy giờ nói chuyện của tao, còn chuyện của mày thì sao? Chuyện của tao là chuyện gì? Chuyện của mày thì mày biết, mà mày không nói tao cũng biết. Mà tao để ý là nguyên cái quán cơm tấm tình yêu đều biết, tại họ không chịu nói ra thôi. Thôi nha mày, nó nhảm gì vậy? Nhìn cái mặt đánh trống lảng của mày, tao càng khẳng định là có. Có gì mày? Thôi nha mày, mày đừng có nói hả? Nó tự nó có giá lắm, suốt ngày lên mặt với tao nha. Tao chơi với mày cũng đủ vui rồi, tao không cần cái khoản kia đâu. Không được, không được. Em của tao bây giờ canh chừng tao dữ lắm, coi tao với mày có bê đê hay không. Mà tao xin mày đừng có phá cái hạnh phúc của tao. Nhưng mà tao cũng bắt đầu nghi ngờ mày rồi đó nha. Chẳng lẽ mày bê đê thiệt hả Hải? Mày, nếu mày bê đê thì trước một nhan sắc quyến rũ như tao, body cực chuẩn như tao, làm sao mày cầm lòng được, đúng không Hải? Đúng không? Mày, nói đi. Mày đúng là cái đồ khùng. Một cái thằng vừa tự tin, vừa nhảm, vừa bị khùng nữa. Dì Hai, con đi đâu chơi hả con? Dạ. Sao không đi với cậu Út cho vui? Dạ, đi Ba Hoài cũng chán, mà tối cũng không biết đi đâu nữa. Nè, ngồi xuống chơi với dì đi. Dạ. Từ hôm con về đến giờ, có rất nhiều chuyện lu bu, cho nên dì không có dịp tâm sự với con. Học hành bên đó làm sao? Có cực nhọc không con? Dạ không dì ạ. Con học gì con thích, chứ không ai ép được con hết. Ở bên đó cuộc sống tự lập cao lắm dì ạ. Nhưng con là con một. Hơn nữa dì Hai đâu có lạ gì cái tính của mẹ con. Trong số những đứa em của dì Hai, mẹ con là người độc lập và bảo thủ lắm. Nó luôn luôn nó muốn mọi người phải suy nghĩ theo nó. Vậy hả dì? Vậy dì kể về mẹ con lúc còn ở với dì được không? Con muốn nghe hả? Dạ. Trong nhà dì và mẹ con hợp nhau nhất. Mẹ con thường hay tâm sự với dì. Lúc đó đời sống rất khó khăn. Mẹ con phải chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ con đẹp lắm đó nha. Con thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ con đó. Hồi đó có biết bao chàng trai si mê mà mẹ con đâu có chịu. Mẹ con nói yêu chi cho vướng bận. Mẹ con rất ôm mộng đi Mỹ. Nó không yêu ai hết là vậy đó. Rồi mẹ con cùng gia đình, dì Tư, dì Năm đều qua Mỹ. Qua bên đó, mẹ con rất siêng năng, cầu tiến và ham học hỏi. Cho nên mới có được như ngày hôm nay. Và sau đó, mẹ con lập gia đình với ba con và có con. Những chuyện sau đó con rõ hơn dì. Ủa, dì Hai, sao dì không đi nước ngoài? Dì đi thì ai lo cho bà ngoại và cậu Út? Tội nghiệp cậu Út lắm. Sinh nó ra không bao lâu là ông ngoại qua đời. Bà ngoại rất cực khổ con à. Cực khổ suốt đời. Bà lo cho cả đàn con. Nghĩ đến cảnh bà ngoại lo cho cả đàn con đông đúc như vậy, dì nổi cả da gà. Chỉ từ quán cơm mà nuôi cả đàn con ăn học nên người. Dì lớn lên lại là chị Hai, nên phải thay ngoại lo cho đàn em thôi. Nếu dì đi nước ngoài
thì ai là hậu phương để lo cho các dì và mẹ con đây? À, con hiểu rồi. Hèn gì các dì và mẹ đều nể đến dì, mỗi khi nhắc đến dì á. Cuộc đời dì là như vậy đó con. Xem như vui ít, buồn nhiều. Chắc cũng là số phận. Dì, con muốn hỏi dì một chuyện này được không ạ? Ừ. Sao dì lại muốn sang quán cơm tấm tình yêu vậy? Có nhiều chuyện con không hiểu đâu. Thôi dì mệt rồi, dì đi ngủ trước đi. Con cũng ngủ sớm đi nha. Dạ. Mẹ ăn miếng cháo đi mẹ. Mẹ không muốn ăn. Mẹ chỉ chưa muốn ăn, không muốn ăn gì hết á. Thôi, mẹ ráng ăn một chút đi. Mẹ mới mổ mà không ăn sao không có sức. Thôi, con để đó đi. Ờ, ba con đâu rồi? Ừ, con cũng không biết nữa mẹ. Sáng đi là con không thấy ba rồi. Mẹ, ăn đi mà mẹ. Thôi, mẹ nói rồi mẹ không ăn đâu. Ba đến rồi kìa mẹ. Mẹ mới hỏi ba ở đâu á. Ba đi mua sữa cho mẹ con. Mẹ thấy chưa, ba quan tâm mẹ ghê chưa kìa. Ba, ba nói mẹ đi. Sao? Mẹ không chịu ăn cháo. Ừ, mẹ không chịu ăn cháo. Dạ. Để đó cho ba. Đây cho dạ ba. Ba. Nè, tôi nói bà nghe, bây giờ dày nghe. Bà ăn đi. Ăn đi cho con nó vui nghe. Bà ăn cho nó khỏe. Cháo này tự tay con nó nấu cho bà ăn đó nghe. Ăn nè. Ồ. Mẹ, mẹ thấy cháo con nấu làm sao? Ngon, ngon lắm. Con gái mày nấu cháo ngon lắm. Mí nữa nè. Nghe mẹ khen con mừng quá à. Ít ra thì con cũng không có tệ về khoản này mẹ ha. Dạ em nghe. Dạ đúng rồi anh. Phòng 303 khu B anh. Có ba của em ở đây nữa. Anh vô nha. Sắp có người đến thăm mẹ á mẹ. Ừ, ai vậy con? Thì lát nữa ba với mẹ sẽ biết. Mẹ. Dạ, con chào hai bác. À, con đây là... Dạ, dạ đây là anh Vũ, bạn con đó ba. À, dạ. Dạ, con có chút quà, mong bác mau hết bệnh. Con tới chơi được rồi, mua quà cáp làm chi. À, Thủy, lấy ghế mời Vũ ngồi đi. Ai lại để khách đứng như vậy chứ? Dạ, con không sao đâu, con đứng được rồi bác. Mẹ em đỡ rồi, em đừng có suy nghĩ quá nha. Dạ. Sau chuyện này em mới thấy là mẹ cũng yếu đuối lắm anh.
mẹ quá khắt khe và độc đoán trong gia đình. Tất cả cũng chỉ vì mẹ sợ mất đi những gì mẹ đã có. Mong là sau chuyện này, ba mẹ sẽ hòa thuận với nhau hơn. Em đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. À, hôm nào anh dẫn em đến quán cơm tắm gặp dì và cậu anh nha. Họ mong gặp em lắm đó. Dạ. Mời anh. Mời chị. Chị Mai. Ừ? Hôm nay ngày gì á mà sao em thấy người ta ăn cơm tấm tình yêu quá trời luôn á. Vô toàn gọi món đó không à? Thì quán của mình đặc sản là món đó mà. Nếu như mà người ta gọi nhiều món đó, tại vì hôm nay khách đông thôi, có gì đâu mà lạ. Khách đông vậy á, nhưng mà chị có thấy buồn không? Thôi, em làm việc tiếp đi. Dạ. Chú Đông ơi. Ôi. Làm giùm con 4 phần cơm tấm tình yêu. Có liền. Dạ. Ờ, Mai ơi. Dạ. Con ra ngoài mua giùm chú một chai dầu coi. Dạ. Nghe. Vậy ừ, cái này chắc gì mua cho Dượng phải không? Ừ. Dượng mà thấy chắc Dượng vui lắm luôn á. Mai, con thấy này đẹp không? Đẹp. Trời, bóp da xịn luôn nha. Vì con đúng là bà vợ số 1 luôn á. Con sao vậy? Dạ. Chú, con cái bóp đẹp quá hả? Bạn chú tặng đó. Ủa ai vậy chú? Con quen luôn đó. Là ai chú? Mà có anh chị không? Dạ không có gì. Không có gì thôi, đi mua dầu đi. Mà nhớ mua dầu gió, đừng mua dầu ăn sức cũng được nghe cô. Dạ. Đi đi. Bạn chú tặng đó. Ủa ai vậy chú? Con quen luôn đó. Không lẽ sự thật lại là như vậy? Không thể nào. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Chắc trùng hợp thôi. Thank you.
Ra ghế ngồi nghe bà. Từ từ thôi ông. Rồi, bà ngồi xuống đây nghe. Cẩn thận nghe bà. Coi chừng động vết thương á. Anh à, cẩn thận. Không sao đâu. Bây giờ nó cũng bớt rồi. Vài bữa nữa, bác sĩ cho tôi xuất viện đó. Nhưng mà cũng phải từ từ thôi, để cho nó lành hẳn đã. Nghe. Nhưng mà bà ở đây tôi thấy yên tâm hơn. Đau ruột thừa thì nhẹ thôi. Ông làm như tôi bị bệnh nặng lắm vậy đó. Nhưng dù sao cẩn thận cũng tốt hơn. Nghe. Sức khỏe là quan trọng mà. Mấy bữa nay ở trong phòng bệnh hoài, bây giờ được ra ngoài hít thở không khí trong lành, tôi cảm thấy thoải mái á. Tôi biết bà ở trong phòng bệnh cũng thấy ngột ngạt nên dẫn bà ra đây cho thoáng mát ha. Cảm ơn ông. Ừ. Có gì đâu trời ơi. À quên, mấy ngày ở đây á, tôi lo cho công việc ở công ty quá. Ở trên bàn của tôi á, còn mấy hợp đồng chưa ký nữa. Công việc để từ từ hãy làm. Để khỏe rồi bắt tay vô làm cũng chưa muộn. Dù sao bà cũng phải lo sức khỏe của mình trước đã. Tôi thấy không an tâm chút nào hết. Công việc á, mọi thứ cũng đâu vào đó hết rồi. Bà còn lo gì nữa. Bà thấy không? Bà thấy con Thủy nó lo lắng cho bà không? Ừ, tôi thấy chứ. Nhiều lúc tôi cũng phải suy nghĩ lại. Lúc trước tôi có vẻ khó khăn xa cách với con quá. Lúc nào tôi cũng chú tâm vào công việc của tôi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy hai mẹ con bà còn thân hơn với tôi nữa. Với tôi ai cũng như nhau. Ai cũng đều hết sức quan trọng đối với tôi. Bây giờ tôi mới biết gia đình quan trọng như thế nào. Anh biết rồi. Ờ, tối mai mới đi mà. Được rồi, vậy đợi anh chút, anh tới liền nè. Dạo này anh Quốc bị đưa vào rọ hay sao đó. Đi làm cũng đúng giờ, về cũng đúng giờ ghê ha. Không lâu đâu, làm gì có cô nào giữ chân ảnh được chứ. Cứ chờ mà xem. Thôi anh về trước nha. Dạ. Chào em. Gặp lại tình cũ. Sao lạnh lùng quá vậy? Bộ không nói được câu nào sao? Anh thấy lúc này em đẹp hơn đó. Em không nói, nghĩa là em còn giận anh. Mà còn giận á, tức là còn yêu đó. Anh cũng trơ trẽn thiệt á. Anh tránh xa tôi ra nha. Nếu không á đừng có trách á. Nhưng mà anh thấy em á hủ phàng quá đó. Anh xin lỗi vì đã nói những lời như vậy. Nhưng mà em cũng phải hiểu là chắc tôi phải dạy cho anh một bài học để biết thế nào là hậu quả của việc chuyên đi lừa dối người khác. Ủa gì? Dì đi đâu mà sửa soạn đẹp quá vậy? Đẹp quá phải không con? Trời ơi, dì mới mua bộ đồ này nè. Mặc vô thấy nó trẻ trung quá phải không? Dạ đẹp. Ủa, mà dì hẹn với ai hả?
Trời ơi, tối nay có mấy bà bạn, bà rủ qua một cái bà bạn nữa. Trời ơi, nhà bà làm tân gia, mà nhà người ta giàu có khá giả, cho nên dì cũng diện chút xíu. Thôi dì đi, kẻo trễ nghe con. Dượng ơi Dượng, cho con mượn xe xíu nha. Chìa khóa vẫn để ngăn tivi đó con. Anh ơi, cho em gửi xe xíu nha. Thì ra là chú Đông. Sao dì nói là đi với mấy bà bạn? Chị ơi, chị chị ơi, chị chị đang làm gì vậy? Em đụng người. Dạ. Ủa Dượng, Dượng chưa ngủ nữa hả? Dượng không buồn ngủ. Ngồi ở đây, đợi dì con về. Ai mà ngờ người dì Lan thường gặp lại là chú Đông. Tội nghiệp Dượng quá. Mình có nên nói cho Dượng nghe không? Không nên. Mai. Mai. Dạ. Sao giờ này không đi ngủ đi? Dạ, dạ chưa. Dượng ơi, chuyện gì vậy con? Con muốn nói với Dượng là không ấy, Dượng đi ngủ trước đi để con chờ gì cho. Thôi, không có sao đâu, Dượng chờ được mà. Con ngủ trước đi. Thôi con lên phòng ngủ trước nha Dượng. Dượng ngủ ngon nha. Con này bữa nay sao vậy cả? Vậy hả? Cái này chắc gì mua cho Dượng phải không? Dượng mà thấy chắc Dượng vui lắm luôn á. Mai, con thấy này đẹp không? Đẹp. Trời, bóp da xịn luôn nha. Vì con đúng là bà vợ số 1 luôn á. Bạn chú tặng đó. Ủa ai vậy chú? Con quen luôn đó. Hóa ra là cái bóp đó. Cái bóp đó không phải là của Dượng. Tại sao mình không để ý lúc dì nói vậy chứ? Nhưng mà tại sao họ lại quen nhau? Những giấc mơ nhiều khi nhỏ nhoi.
sương cùng vội tan biến để tình yêu em ngỡ ngàng. Gió đi qua gió đi thật xa để tình yêu vang tiếng cười. Nhiều khi em cô đơn, anh đến bên em để sẻ chia những buồn vui trong đời. Nhiều khi em vô tâm, em đã cho anh những thank you.